Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái site đầu ETH miễn phí nha tất cả các bạn. Hiện tại khi tham gia dự án các bạn sẽ nhận được tốc độ đầu BTC miễn phí là tổng số vốn là 153 đô. Năm 153 đô này là nó cộng là cho tất cả các bạn như là đầu tư các bạn đầu các bạn chứ trong vòng một tuần lễ là số này mà mắc nha các bạn. Mình tính khoảng các bạn đào khoảng một tuần lễ các bạn kiếm khoảng 2-3 đô các bạn. Các bạn gì đăng ký cái tài khoản bỏ đó các bạn. Rồi mình không nói vòng vo nữa, mình các bạn đích chiếc bằng link mô tả mình đăng ký cái tài khoản nha. Bấm vào Twitter RSX nè. Phần xanh một này nè các bạn. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký một cái email nè. Vì cái site này mới ra nên các bạn cố gắng kiếm nhanh nha các bạn. Nó chỉ tặng cho các bạn một tuần lễ nha. Rồi đây thì các bạn đặt mật khẩu vào. Vì mật khẩu mình share ra nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp mật khẩu, các bạn bấm nút send nghe các bạn. Rồi nó có một cái captcha, các bạn lướt qua bằng cái captcha này nghe tất cả các bạn. Đây thì kèo này là một cái kèo rất hot nghe các bạn. Rồi sau khi các bạn lướt captcha xong, nó có một cái mã gửi về cho tất cả các bạn. Một cái mã trong vòng 60 giây nghe tất cả các bạn. Các bạn mở hộp thư mail lên. Các bạn chờ mình chút nha tất cả các bạn. Các bạn cũng thông cảm vì mình đang quay màn hình nên cái máy mình load chậm. Rồi OTC cái mã code, các bạn copy cái mã code này giúp mình nha các bạn. 563602 563602. Rồi các bạn mở ra nha các bạn ghi vào nè. Năm sáu không hai. Rồi các bạn tiếp vào mục này nha các bạn, mục sign up nha các bạn. Mục tôi chấp nhận điều khoản. Rồi các bạn bấm nút sign up. Hiện tại nó có tặng free nè các bạn, tốc độ đào ghét 2-17 giờ trong vòng 3 ngày và 1 ETH. Rồi các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Đây sau khi các bạn vào, các bạn có thể join vào kênh Telegram group nó để đấy các bạn, đây mình hướng dẫn các bạn đầu đó. Đây mình check qua thông tin cái dự án này có chất lượng không các bạn. Dự án này khá là chất lượng nha các bạn. Dự án này trước đây cũng có nhiều bạn đầu rồi mà nay nó có chương trình khuyến mãi nên mình làm một cái video hướng dẫn tất cả các bạn luôn. Các bạn bấm vào nút chat chat thì chat the web thôi, luôn một khẩu đi. Trời ơi nó không kẹo của Hàn Quốc các bạn ơi. Các bạn nhấp vào đồng ý coi. Rồi click now, nó có tặng là các bạn 10.000 giờ đầu ETH này các bạn, Twitter minimum quality từ chương trình tặng là từ ngày 7 tháng 8 năm 2020 kết thúc vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Các bạn nên chết nào, các bạn bấm vào chat now các bạn. Các bạn nên cố gắng làm liền nha các bạn. Mới vừa ra cái website này, mới vừa ta ra là mình làm liền cho tất cả các bạn luôn. Khi tất cả các bạn đăng ký vào thì nó tự động đào tất cả các bạn. Đây thì mình chỉ việc bấm vào một interface fan nè. Các bạn lấy liên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng tốc độ đào lên tất cả các bạn. Video sau. Rồi nó đang load chậm quá các bạn ơi. Các bạn rồi các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng level lên các bạn, tăng tốc độ đào được nghe các bạn. Đây mình bắt Blast rồi. Master Wallet nè. Mình vào cái ví cá nhân của mình nè. Các bạn gì đăng ký cái tài khoản của đó này nha các bạn. Video sau mình hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Đây mình coi giờ mình rút bao nhiêu. Cái điểm yếu của con này nó quá trời, nó lâu. Tại vì nó đào lấy dung lượng mà các bạn ơi.
Các bạn chờ mình chút nha tất cả các bạn. Nana nana blush hộp quà để video sau mình hướng dẫn các bạn rút tiền tất cả các bạn. Video này mình hướng dẫn các bạn đăng ký chứ. Hộp quà dạp quà thì à boy quán chết từ đây thứ tại thông tin thì mình nhận được cái mail nó gửi về cho mình trong chương trình khuyến mãi đầu mà nên mình làm cái video này nha các bạn. Mấy sao lâu quá lâu rồi, bởi vì mình làm cái video hơi khó. Các bạn bắt lại coi. Minin này tất cả các bạn, đây thì mình tính thử cái tốc độ đào là 3 độ 28 là 0.1 giờ 8 mm từng. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Để mình cập nhật cái video rút tiền và sau cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Giờ mình đang làm video mà app mới ra mình lót chậm quá, mình lục không có sót hết được nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like, share video giúp mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.